quán ký sinh trùng. Phép quán này thành tựu thì thấy rõ bên trong thân thể mình là nơi các loại trùng tụ tập sinh sản đầy dẫy. Đây chính là pháp môn phương tiện khởi đầu để quán bất tịnh. Ô uế thay, thân thể máu thịt này là nơi vô số loại trùng tụ tập ký sinh. Ẩn nấp bên trong thân tứ đại, những loại trùng ấy có hình thể cực kỳ nhỏ bé, nên phàm phu hoàn toàn không thấy biết. Chỉ bậc chứng đắc thiên nhãn mới nhìn rõ được. Nếu dùng tâm thanh tịnh quán sát, ắt sẽ thấy việc nam nữ đam mê bám chấp vào thân thể của nhau thật đáng chê cười. Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ dạy rằng, bên trong xương sọ có hai loại trùng di chuyển bên trong phạm vi hợp sọ, thường ăn vào não người. Lại có một loại trùng không bị kiềm chế, thường ở yên trên đỉnh đầu, khiến người sinh bệnh. Có loại trùng tóc sống ở phía ngoài xương sọ, thường ăn các chân tóc. Lại có loại trùng sống bên trong lỗ tai, thường ăn thịt trong lỗ tai. Lại có loại trùng sống trong lỗ mũi, thường ăn thịt trong lỗ mũi. Lại có loại trùng sống trong lớp mỡ, khi chúng hoạt động mạnh thì khiến người bị đau đầu. Lại có loại trùng ăn nước bọt, sống nơi cuốn lưỡi, khi chúng hoạt động mạnh thì làm cho người bị khô miệng. Lại có loại trùng say đắm mùi vị thức ăn, sống nơi đầu lưỡi, khi gặp thức ăn ngon thì mê đắm say sưa, nếu gặp thức ăn không ngon thì khô héo, yếu ớt. Lại có loại trùng có tên gọi theo sáu mùi vị, nếu chúng ưa thích mùi vị nào thì khiến cho người cũng ưa thích mùi vị đó. Lại có loại trùng chân răng, sống bên trong răng. Khi chúng hoạt động mạnh thì khiến người bị đau răng. Lại có bốn loại trùng sống trong cổ họng, khiến cho người trong lúc ăn uống, nước bọt tiết ra rối loạn, nuốt vào qua cổ họng lại hòa lẫn với dịch não, gây ra nôn mửa. Lại có loại trùng tên là trùng sinh khí, khi nó hoạt động mạnh thì làm cho cổ họng bị nghẹn lại. Lại có hai loại trùng liên kết, sống trong khoảng giữa các đốt xương, khiến người bị đau đớn nơi các mạch máu. Lại có loại trùng phù thủng, sống trong cơ thể. Khi nó uống máu người thì tự nhiên người phát bệnh phù thủng. Lại có loại trùng mê ngủ, sống ở khắp nơi trong cơ thể. Khi mệt mỏi, chúng liền tụ hội về nơi tim, khiến cho người rơi vào trạng thái mê ngủ. Lại có 10 loại trùng di chuyển trong gan, phổi, khiến người sinh bệnh. Lại có 20 loại trùng di chuyển bên trong tủy xương, hút lấy tinh dịch của người, khiến cho lửa dục thường bốc lên. Lại có 20 loại trùng sống bên trong bộ phận sinh dục, khiến cho người gầy ốm, nhưng nhiều sân hận, phần dưới cơ thể lại thường bốc mùi hôi hám. Lại có 10 loại trùng sống trong phân và nước tiểu, vừa hôi thối, vừa khó nhìn thấy, có lúc làm cho người bị tiêu chảy, lại có lúc gây bệnh táo bón. Trên đây kể ra 80 loại trùng, tất cả đều có tên gọi, hình trạng, được nói rõ trong kinh văn, vì quá nhiều chi tiết nên ở đây không nói hết.
Ami Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật.